Đấy. Đó, anh em thấy cảnh mua ké của mấy chị xe thồ chưa? Đấy, đấy, nhận chìm thúng luôn. Hấp dẫn quá anh em ơi. Mặc quần cho chặt cho không, mấy chị le dành ké là mấy chị bóc trúng quần là tuột quần đáng chịu nha. Đó. À, mình quay trực tiếp những cái thước phim rất là đẹp của cái xe thồ. Ké mập cũng nhiều anh em. Hôm qua là mình quay một chị kia mua được một con ké mập thôi, nhưng mà bữa nay chị này mua được tới 3 con nè, trong này có 2 con mập rồi nè, một ké mập, 2 ké mập, bên này một con, với là có một con ké mập lưỡi búa. Đây mình thấy 2 con ké mập đầu lưỡi búa luôn anh em. Đấy, ké nhém đầu lưỡi búa nè, nhém lưỡi búa anh em. Đấy. Chị này có mua được mớ cái chù, cái chù với mớ cái bông nữa. Chìa khóa găm sẵn luôn. Chị này hình như mua cũng được một mớ ké rồi. Bên này ké bò, bên này ké bò con tầm hơn 1 kg. Đấy, chìa khóa còn găm sẵn luôn anh em. Xe trang bị 2 gương cùng với đèn chiếu sáng của led 7 mắt nè anh em. Mấy cái về trước nó que chạm nó bở hết trơn rồi. Đấy, coi nè, mấy cái chân tâm nè nó xét ra hết, đồ mà làm ăn. Những chiếc xe cấu tạo rất là đơn giản nhưng mà cả một cái tài sản làm ăn của mỗi gia đình đó anh em. Đây là cái cảnh mà ghe máy ảnh đánh bắt trực tiếp ở ngoài biển vào. Rồi bây giờ mấy chị xe thồ là lại mua ké nè anh em. Mua ké tại gốc luôn. Cái đó. Nhồng mềm, nhồng mềm con bự gì hả? Con này nè chứ. Nhồng mềm biển hả? Kia là nhồng tròn, đây là nhồng mềm anh em. Con khoảng tầm mấy ký? 3 ký. Đồ hai nhồng mềm mỗi con tầm mấy ký anh em? Thì rất lớn. 3 ký 2 con mà một con. 1 ký 1 con. Và 3 ký một con. 3 ký một con. Nhồng mềm. Khố vàng dây nè anh em. Kìa cái nhồng này cái rất lớn. Em ơn em. Cái rất của ba anh em. Cái rửa với cái bắp bắp biển nè anh em. Cái rửa nè. Đó, đây là cá tươi mấy anh vừa mới đánh bắt vô, mấy anh bơi vô nè. Đó, mấy anh bơi vô đánh bắt những cái ghe nhỏ nhỏ này nè anh em. Này là cá trét nè, cá trét ngò vàng lừa mà đẹp quá. Này khoảng tầm 4-5 con ký. Đấy này cái róc con tươi với cái liệp nữa nè anh em. À, mình quay trực tiếp những cái đoạn phim về ké từ ở ngoài biển mới vô cho anh em xem. Anh em thấy là bữa nay trời cũng chưa có trong xanh lắm, trời cũng còn động gió.
nghĩ cái bữa một điều là bữa nay là trời hơi dọc hơn, không có gió giống như hôm qua. Này trời có vẻ im hơn. Đây anh em, mình lại một cái ở này cũng có một thúng mới bơi ké vô nè. Đó, một thúng mới bơi ké vô ở đây ké liệt với là ké hố nhỏ là nhiều. Ké liệt. Này ké liệt với ké hố lãi. Liệt nhỏ anh em. À, hôm qua là mình nói 18 là 18 lớn. Hello bạn. Này cái hố nhỏ gọi là cái hố lãi á. À, mấy chị nói 22. 22 ở đây là 22 nhỏ nha anh em. 22 nha. 22 này là 22.000 á. 22.000 ký. Này có một thúng cũng vô cá nè. Đó, chị kia mua bưng bóc chạy rồi. Này có một thúng đang bơi ké vô nè anh em. Đấy. Đó, anh em thấy cảnh mua ké của mấy chị xe thồ chưa? Đấy, đấy, nhận chìm thúng luôn. Hấp dẫn quá anh em ơi. Mặc quần cho chặt cho không, mấy chị re dành ké là mấy chị bóc trúng quần là tuột quần ráng chịu nha. Đó. Đó, mình quay trực tiếp những cái thước phim rất là đẹp của cái xe thồ anh em, còn mấy cây nữa chưa ai bưng hết. Còn mấy cây nữa bưng đi hết luôn đi. Còn mấy cây nữa bưng đi hết luôn. Đấy anh em. Đó. Ngờ, mấy cái ngờ ké này là của Mạnh Kèo. Mạnh Kèo. Tìm hiểu về những chiếc xe thồ, những cái cỗ máy mà sẽ tải những cái con cá rất là tươi ở tại ngay chỗ đầu mối hải sản của cảng cá ở quê, lên những cái phiên chợ khoảng cách vài chục cây số. Mình sẽ bắt đầu từ đâu để tìm hiểu và khám phá một vài chiếc xe thồ cho anh em xem. Đó. Chiếc xe thồ trong tập phim của mình là này nè anh em. Đây là những chiếc xe, nói chung là cũng từ những chiếc xe xịn sò mà bây giờ nó như thế này nè anh em. Chỉ có điều là cỗ máy nó rất là mạnh. Đấy. Xe rất yên, hết trơn nè. Đấy. Chìa khóa là găm sẵn luôn. Đấy. Xuống đây chìa khóa găm sẵn luôn, bật phát là sáng đèn luôn nè anh em. Rất là xịn sò ha. Đấy. Thắng là gãy một tay thắng rồi. Nhưng mà chạy tốc độ cũng dữ dằn lắm anh em. Xe này chắc có lẽ hầu nghiêng thủy nó không phải cái màu này, nhưng mà bây giờ nó đổ màu. Đủ tất cả các loại màu luôn. Đấy. Xe được trang bị hai cái thùng nhựa như thế này nha anh em. Rồi bắt đầu sẽ muối cá rồi chở lên những cái phiên chợ ở xa. Hai cái thùng nhựa hai bên, mỗi thùng chứa khoảng 20 kg cá. Rồi ở đây một cái khay như thế này ở trên, và chở thêm một cái lượng cá nữa. Còn phía trước là mấy chị có trang bị một cái ký nè, một cái cân anh em. Một cái cân để lên bán rồi cân. Đó, trong này có một cái kéo nè. Cái kéo để khi mà bán cá, mấy chị sẽ làm cá luôn cho khách hàng. Những người đi chợ họ mua thì họ thích làm cá tại chỗ thì mình làm luôn cho họ. Đấy. Sử dụng lớp xe chen xin. Đấy, mình quay qua một chiếc xe thồ nữa.
chiếc này cũng model cũng giống như chiếc hồi nãy anh em, chìa khóa cũng găm sẵn luôn. Chị này có cái điều đặc sắc hơn là có thêm trang bị thêm một cái đòn đó, gọi là đòn ngòi á, cái từ dân ghẻ ở địa phương gọi là cái đòn ngòi nè. Cũng trang bị hai cái thùng bằng nhựa bơ e rất là chắc chắn. Đấy anh em. Có một điều đặc sắc nữa là mình sẽ nói với anh chị mình nghe, trong này cũng có một ký và bịch ni lông nè anh em. Đồ ngờ là trang bị bỏ đi sẵn hết. Có một điều đặc sắc mà mình muốn nói quý anh chị trong kênh nghe, đó là những chiếc xe thồ này, là cái đội xe thồ này, là nguyên của cái đội xe thồ này là hầu hết là phụ nữ hết. Bàn tay của phụ nữ hết. Bàn tay của phụ nữ hết. Có một chiếc xe thồ đang chạy vào nữa nè. Toàn bộ làm việc, hoạt động những chiếc xe thồ này là phụ nữ hết. Đó, chiếc xe thồ kia là đang mua được cá rất là nhiều rồi. Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị đờ ba đi lên những cái phiên chợ cho sớm anh em. Đây, mình quay lại một chiếc xe thồ này là chị này có vẻ như là đơn giản hơn. Rất là đơn giản. Chỉ có một cái khay với một chiếc xe này. Xe này có vẻ yếu hơn những cái xe kia anh em ơi. Đây, chìa khóa cũng được găm sẵn luôn nè. Ở đây xe Sirius, nhưng mà Sirius nhái, Sirius tới hạng B1, là hạng này có 50cc thôi anh em. Nhưng mà cũng được trang bị để phục vụ cho cái ngờ xe thồ luôn anh em. Và đây mình sẽ quay series của những chiếc xe thồ đã khám phá và tìm hiểu những chiếc xe thồ, những cái cỗ máy nó như thế nào mà nó vận hành, nói chung là cả tháng trời nó làm việc rất là nặng, chạy cái tốc độ rất là liều để kịp những cái con cá tươi cho anh em. Đấy, xe là làm cá đi nước biển cho nên là xét ngầm hết nè anh em ơi. Còn xe cũng trang bị chìa khóa gắm sẵn luôn. Ở đây là xe là chìa khóa gắm sẵn hết. Đây, một chiếc xe Dream Thái mạc vuông. Xe này ngày xưa giá trị lắm anh em, và cũng được gắn sẵn chìa khóa luôn. Bên trong cũng có sẵn một cái cân luôn nè. Ở đây cũng có một chiếc xe thồ và trang bị thêm đèn chiếu sáng để đi sớm anh em. Bởi vì những chiếc xe thồ này họ đi chợ sớm lắm. Nếu mà tại nhà thì khoảng 3 giờ sáng thì họ đã xuất phát tại nhà rồi, rồi xuống những cái phiên chợ này rồi mua cá rồi đi ngược lại lên bán. Thì chắc hẳn là những chiếc xe thồ này là hầu hết không phải là dân địa phương ở tại đây anh em. Một số chị em là của từ dân địa phương khác, cũng dân gọi là ở trong huyện mình thôi, nhưng mà về đây đỡ mua ké rồi lên lại những cái phiên chợ tại quê họ đỡ mua bán. Đây mình quay một chiếc xe thồ này cho anh em xem. Xe thồ này nó có hai chiếc xe thồ này có hai cái mà đặc trưng mà đỡ mình nói cho anh em xem, đó là này gọi là cái xìa nè. Đấy, cái xìa có nghĩa giống như là cái mâm hay là cái bàn đại diện để chúng ta lấy cá ở trong khay hay những cái thùng như thế này, rồi chúng ta sẽ lên những phiên chợ chúng ta bày biện lên cái xìa này anh em. Đây, ở đây cũng có một cái xìa nữa nè. Nói chung mà đi cái cá xe thồ này á, thì dù xe có ngon hay là xe như thế nào thì làm trong cái môi trường nước mặn thì nó sẽ hư hao hết anh em. Nó sẽ hư hao xét hết. Thậm chí ở đây mình quay đây, chiếc xe này quay Alpha của Nhật nè. Chị này xe thô là chạy chiếc này là gọi là xịn sò luôn anh em. Quay Alpha của Nhật ha. Nhưng mà nó cũng có dấu hiệu xét và hon rỉ hết. Bởi vì nó tiếp xúc cái môi trường nước mặn.
chỉ có chị này là hình như là lấy chìa khóa ra rồi. À, còn những chiếc xe này là găm chìa khóa sẵn hết. Gọi là xe máy thô sơ đó nè. Này trang bị hai cái thùng nhớt, hai cái thùng của máy canh nhớt cách tròn đó nè. Rồi mua cá chở lên chợ bán. Ở đây còn bè thêm máy thanh sắt nè. Máy thanh sắt cho chịu lực thêm nè. Này mình quay thêm một cái xe này nữa. Cá đỏ cũ nè anh em. Cá đỏ cũ. Này quá trời xe thồ luôn anh em. Chắc nếu mà tính lượt xe ra xe vào thì khoảng tầm 5-70 chiếc á. Này nè. Này ở đằng này nữa. Rất là nhiều chị em mua chưa được cá cho nên xe còn ở tầm này rất là nhiều. Bữa nay mình tranh thủ xuống chợ cá sớm hơn mỗi khi. Cá hố vàng di nè. Con cá dũa nè. Mua nhiêu đây chưa đủ đi chợ sao á. Còn phải mua cho đầy cả hai cái thùng này. Đây mình thấy có một anh trai làm nghề xe thồ này. Hầu như là rất là ít khi có đàn ông. Chỉ có chiếm khoảng tầm 5-7 xe thì có đàn ông thôi. Đa phần là xe là phụ nữ làm tự mua rồi tự bán rồi tự chuyên chở hết. Đây xe này có một con cá mập nè. Đấy. Mập nhám nè anh em. Đấy. Bên này cá bò. Bò rất là nhiều ha. Hôm qua chợ có cá bò, có cá bông nữa. Đây mình qua xe thồ này khử chị bên này mua được cá gì, có con cá chim nè. Đấy. Chị này cũng mua được cá bông rồi cá thu. Thu nè anh em. Này thu. Đó anh em. Đó những chiếc xe thồ bắt đầu tiến thẳng lên chợ. Đó, có một chị xe thồ cũng tiếp tục vào đã mua thêm nè. Đây. Đó, chiếc xe thồ này bắt đầu đi lên chợ. Đó, giờ những chiếc xe thồ bắt đầu đờ ba chạy thẳng lên chợ. Mấy xe thồ bây giờ là đi lên chợ hết rồi nha. Đây mình quay một số hải sản đặc sắc cho anh em xem. Ở đây có đầu cá bớp nè. Hai cái đầu cá bớp này chắc hơn 1 ký. Này có mực lá nè anh em. Mực lá tươi luôn, mới đánh bắt lên. Này là không còn nháy nhưng mà mực lá này rất là tươi. Này bên này mực lá tươi còn nháy ngời nè.
có con gần kẻ ký, nửa ký. Rất là tươi ha. Mình quay cái khu thu gom tổng cho anh em xem. Đây là cái thu ké mà thu gom tổng. Đó. Bên này là thu gom có cả hàng tươi với hàng đánh bắt nửa đêm qua. Kia có xô mực. Đây bây giờ chợ cá thưa thớt lần rồi. Mấy chiếc xe mua cá bây giờ họ lên trên những cái phiên chợ xe tranh thủ anh em. Bây giờ khoảng tầm 6 giờ rưỡi sáng rồi. 6 giờ rưỡi nhưng mà trời rất là mù. Hình như có một thúng cá đang vào nè anh em. Xuống xem thử ảnh đánh bắt được gì nha. Không, cái này là phát liên tục mà, ngày nào phát ngày nấy. Bố về đi biển á. Đây máy nè. Hello, xin chào anh em. Rồi, hẹn anh em ở clip tiếp theo về series của những chiếc xe thồ nha.